hạng không đồng, có người ưa nghĩa, có người ưa thí dụ. Thí dụ có thể làm cho hiểu nghĩa, nhân ví dụ mà sinh tâm ưa thích, như người sinh ra đoan chánh, lại thêm trang sức càng làm cho rực sáng. Trong thí dụ này phần nhiều lấy nghĩa để ví dụ nghĩa, như sau đây nói. Như mộng, như bóng, như tiếng vang, như sóng nắng, như việc Phật hóa ra, các việc ấy hư dối, như trước nói. Bồ Tát nghĩa cũng như vậy, chỉ có thể tai tiếng, hư dối không thật, vì thế, Bồ Tát không nên tự cao. Các câu như, pháp tánh, pháp tướng, thật tế vân vân. Không có nghĩa nhất định, như người huyễn, không có năm uẩn cho đến các Phật Pháp, như năm pháp uẩn của Phật. Phật do năm pháp uẩn là giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến hợp thành ND. Cho đến hết thảy pháp, như trong pháp hữu vi không có pháp vô vi, như trong pháp vô vi không có pháp hữu vi. Pháp vô vi chẳng sinh chẳng diệt, còn trong các pháp, không có tướng chẳng sinh chẳng diệt cũng không có dị tướng. Như 37 đạo phẩm không có tướng thanh tịnh, vì có người đắm 37 phẩm pháp ấy, tức là kiết sử. Như ngã cho đến kẻ biết, kẻ thấy không thể có được tướng thanh tịnh. Hỏi, ngã cho đến kẻ biết, kẻ thấy làm sao tịnh? Đáp, mỗi tìm kiếm tướng ngã không thể có được ấy gọi là ngã tịnh. Còn trong đệ nhất nghĩa không tịnh, không bất tịnh thí như rửa thây chó chết thối, cho đến da lông, máu thịt, xương tủy đều hết, lúc ấy chẳng phải chó, chẳng phải heo, không được nói nó tịnh, không được nói nó bất tịnh. Ngã cho đến kẻ biết, kẻ thấy cũng như vậy. Lấy trí tuệ vô ngã, không, mà tìm kiếm tướng ngã không thể có được, lúc ấy chẳng phải hữu ngã, chẳng phải vô ngã. Như khi mặt trời xuất hiện không có bóng tối, lúc kiếp tận không có mọi vật. Như giới uẩn trong năm pháp uẩn của Phật, việc phá giới không thể có được, như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngọc thật, chư thiên, quỷ thần, rồng chúa vân vân. Đối với ánh sáng của Phật thời không hiện được, vì ánh sáng của Phật từ lực đại phước đức thần thông phát sinh. Cú nghĩa Bồ Tát cũng như vậy, vào trong ánh sáng trí tuệ bát nhã ba la mật thời không hiện. Nhân các thí dụ ấy dạy các Bồ Tát hãy siêng học hết thảy pháp, không thủ tướng, vì không sợ đắc vậy. Kinh, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, những gì là hết thảy pháp? Tại sao trong hết thảy pháp không có tướng ngăn ngại, nên học nên biết? Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy pháp là pháp lành, pháp ký, pháp vô ký, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp chung, pháp chẳng chung. Tu Bồ Đề, ấy gọi là thảy pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hết thảy pháp không có tướng ngăn ngại ấy, nên học nên biết. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, sao gọi là pháp lành thế gian? Phật bảo Tu Bồ Đề, pháp lành thế gian là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, kính thờ tôn trưởng, bố thí chỗ có phước, phước nghiệp bố thí, phước nghiệp trì giới, phước nghiệp tu định, phước nghiệp khuyến đạo, phương tiện sinh phước đức. Mười thiện nghiệp đạo thế gian, quán chín tướng là tướng phình trướng, tướng máu chảy, tướng hư hoại, tướng mục nát, tướng bầm xanh, tướng bị trùng ăn, tướng tan rã, tướng xương trắng, tướng đốt cháy. Bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, niệm điều lành. Niệm hơi thở, niệm thân, niệm chết. Đó gọi là pháp lành thế gian. Những gì là pháp chẳng lành? Cướp mạng kẻ khác, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói phi thời, tham dục, não hại, tà kiến, mười bất thiện đạo. Ấy gọi là pháp chẳng lành. Thế nào là pháp hữu ký? Hoặc pháp lành hoặc pháp chẳng lành. Ấy là pháp hữu ký. Những gì là pháp vô ký? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp vô ký, bốn đại vô ký. Năm uẩn, 12 nhập, 18 giới vô ký, quả báo vô ký. Ấy gọi là pháp vô ký. Những gì là pháp thế gian? Pháp thế gian là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, ấy gọi là pháp thế gian. Những gì là pháp xuất thế gian? 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác phần, 8 thánh đạo, cửa không giải thoát, cửa vô tướng giải thoát, cửa vô tác giải thoát, 3 căn vô lậu là căn chưa biết muốn biết, căn đã biết. Ba tam muội là tam muội có giác có quán, tam muội không giác có quán, tam muội không giác không quán, hoặc minh, giải thoát, niệm tuệ, chánh ức, tám bội xả. Những gì là tám? Đó là trong có sắc tướng ngoài quán sắc là bội xả đầu. Trong không sắc tướng ngoài quán sắc là bội xả hai.
Tịnh bội xả thân tác chứng, là bội xả ba. Vượt qua hết thảy tướng sắc diệt tướng hữu đối, không niệm hết thảy dị tướng, vào vô biên hư không xứ, là bội xả bốn. Vượt qua hết thảy vô biên hư không xứ, vào nhất thiết vô biên thức xứ, là bội xả năm. Vượt qua hết thảy vô biên thức xứ, vào vô sở hữu xứ, là bội xả sáu. Vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ, vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, là bội xả bảy. Vượt qua hết thảy phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, vào diệt thọ tưởng định, là bội xả tám. Định chín thứ lớp là lìa dục lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục sinh hỷ lạc, vào sơ thiên. Diệt các giác quán bên trong thanh tịnh nên nhất tâm, không giác không quán, định sinh hỷ lạc, vào nhị thiên. Lìa hỷ nên hành xả thọ thân vui, thánh nhân nói được xả được niệm hành lạc, vào tam thiên. Dứt hỷ lạc trước hết diệt ưu khổ, hành xả không khổ không vui, niệm thanh tịnh, vào tứ thiên. Vượt qua hết thảy tướng sắc diệt tướng hữu đối, không nghĩ đến hết thảy dị tướng, vào vô biên hư không xứ. Vượt qua hết thảy vô biên hư không xứ, vào hết thảy vô biên thức xứ. Vượt qua hết thảy vô biên thức xứ, vào vô sở hữu xứ. Vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ, vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Vượt qua hết thảy phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, vào diệt thọ tưởng định. Lại có pháp xuất thế gian là nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, 10 lực 4 không sợ 4 vô ngại, 18 pháp không chung, nhất thiết chí của Phật ấy gọi là pháp xuất thế gian. Những gì là pháp hữu lậu? Đó là 5 thọ uẩn, 12 nhập, 18 giới, 6 chủng, 6 xúc, 6 thọ, 4 thiền cho đến 4 định vô sắc ấy gọi là pháp hữu lậu. Những gì là pháp vô lậu? Đó là 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung và nhất thiết chí ấy gọi là pháp vô lậu. Những gì là pháp hữu vi? Đó là hoặc pháp sinh trụ, diệt cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, 5 uẩn cho đến thọ do ý xúc làm nhân duyên sinh ra, 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung và nhất thiết chí ấy gọi là pháp hữu vi. Những gì là pháp vô vi? Đó là pháp chẳng sinh, chẳng trú, chẳng diệt, hoặc nhiễm hết, sân hết, si hết, như như, bất dị, pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, thật tế vân vân. Ấy gọi là pháp vô vi. Những gì là pháp chung? Đó là 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc. Như vậy gọi là pháp chung. Những gì gọi là pháp không chung? Đó là 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Ấy là pháp không chung. Bồ Tát Ma Ha Tát đối với pháp tự tướng không ấy, không nên chấp trước, không lay động. Bồ Tát cũng nên biết hết thảy pháp không hai tướng, không lay động. Ấy gọi là nghĩa Bồ Tát. Luận, hỏi, cớ sao tu Bồ Đề trước hỏi pháp lành thế gian, sau hỏi pháp xuất thế gian? Đáp, trước hỏi thô, sau hỏi tế. Trước biết tướng thế gian, sau mới có thể biết tướng xuất thế gian. Pháp lành thế gian là biết có quả báo tội phước, có đời nay đời sau, có thế gian, có niết bàn, có các thánh hiền, Phật vân vân, đời nay đời sau, và chứng thật tướng các pháp, hiếu thuận cha mẹ cho đến 10 niệm và đúng như pháp có được tài vật cúng dường cung cấp Sa Môn, Bà La Môn. Sa Môn là người xuất gia cầu đạo, Bà La Môn là người học vấn tại gia. Hai hạng người này ở thế gian làm được việc khó làm, lợi ích chúng sinh, đáng nên cúng dường. Tôn trưởng là đối với chú bác chị anh, cung kính cúng dường, đó là cách tu ở nhà. Bố thí, trì giới, tu định, khuyến đạo, như ở phẩm đầu đã nói. Phương tiện sinh phúc đức như là sám hối, tùy hỷ, thỉnh Phật trụ lâu ở đời không niết bàn, chuyển pháp luân, như tuy tu hành không, không chấp trước không, trở lại tu hành các pháp lành. Do các phương tiện như vậy sinh các phước đức. 10 thiện đạo cho đến 4 định vô sắc như trước đã nói. Trong 10 niệm 8 việc như trước đã nói. Niệm điều lành là tư duy nhân duyên nghiệp lành, chế phục tâm mình. Lại nữa, niết bàn là pháp chân thiện, thường buộc tâm niệm tưởng niết bàn ấy là niệm thiện. Thân niệm tức là thân niệm xứ, trái với pháp lành gọi là pháp bất thiện. Pháp vô ký là tâm oai nghi, tâm công xảo, tâm biến hóa và là khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp. Trừ 5 uẩn thiện và bất thiện, ngoài ra 5 uẩn khác và hư không vô vi, phi trạch diệt vô vi vân vân. Pháp thế gian là 5 uẩn hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 12 nhập 8 vô ký có 43 loại, 18 giới 8 vô ký có 13 loại. 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc ấy là pháp lành, người phàm phu có thể thành được.
lại tự không thể ra khỏi thế gian nên gọi là pháp thế gian. Pháp xuất thế gian là 37 đạo phẩm, 3 môn giải thoát, 3 căn vô lậu, 3 tam muội, như trước nói. Minh là ba minh, giải thoát là hữu vi giải thoát, vô vi giải thoát. Niệm là 10 niệm, tuệ là 10 trí tuệ. Chánh ức là quán theo thật tướng các pháp, như quán theo thân pháp, gốc của hết thảy pháp lành. Lại nữa 8 bội xả, 9 định thứ lớp, 18 không, 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp không chung, như đã nói rộng ở trước. 4 niệm xứ vân vân, ấy, nhất tâm vì đạo vậy. Lại 8 bội xả, 9 định thứ lớp vân vân. Phàm phu không thể chứng được nên gọi nó là pháp xuất thế gian. Niệm tuệ, chánh ức tuy có hai thứ là thế gian và xuất thế gian, trong đây chỉ nói về xuất thế gian. Pháp hữu lậu là 5 uẩn, 4 thiền, 4 định vô sắc. Pháp vô lậu là pháp chẳng phải thế gian, đó là 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Pháp hữu vi lược nói có 3 tướng là sinh, trụ, diệt, ràng buộc 3 cõi và 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Vì là pháp vô vi, song vì pháp có tạo tác ấy là pháp hữu vi. Trái với tướng hữu vi gọi là pháp vô vi. Lại nữa, diệt các phiền não ba độc vân vân. Năm uẩn không còn thứ lớp nối nhau. Như, pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ thật tế vân vân. Ấy gọi là pháp vô vi. Hỏi, sắc như, sắc không lìa như không lìa sắc, sắc là hữu vi, làm sao như là vô vi được? Đáp. Sắc có hai thứ. Một, sắc do mắt thì kẻ phàm phu ước tưởng phân biệt. Hai, sắc thật tướng do tâm thánh nhân biết được như niết bàn. Sắc của phàm phu biết gọi là sắc, sắc ấy vào trong như lại chẳng sinh chẳng diệt. Như pháp hữu vi tuy là năm uẩn mà có các danh tự là 12 nhập, 18 giới, nhân duyên vân vân. Pháp vô vi tuy có ba thứ cũng phân biệt nhiều danh tự là như pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ thật tế vân vân. Pháp chung là chỗ sinh, chỗ vào của phàm phu và thánh nhân, vì chung nên gọi là pháp chung. Pháp chẳng chung là 4 niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Bồ Tát phân biệt biết mỗi tướng của các pháp, pháp ấy theo nhân duyên hòa hợp sinh, nên không có tự tánh, vì không có tự tánh nên tánh không. Bồ Tát chú trong pháp vô chướng ngại ấy không lay động, vì dùng pháp môn bất nhị nhập má vào hết thảy pháp không lay động vậy, hết cuốn 44 theo bản Hán.